Giờ thì mình đã hoàn thành đường ray để chuẩn bị chuyển dân làng vô nha. Đưa được dân làng tới đây rồi, giờ thì đập xe mỏ ra cho nó xuống đây nó học nghề. Rồi đổi một lần cho nó để nó khóa cái nghề nó lại nha. Rồi đây con thứ hai. Con thứ ba. Con thứ tư. Con thứ năm. Con thứ sáu. Con thứ bảy. Con chủ nhật. Mà phải chuyển tới tận 20 con lận. Nhưng mà trong lúc chuyển thì nó đẻ nữa nên cũng đỡ một phần nào đó. Giờ thì mình đã treo đủ 1 tiếng rồi nha, với cái chích là để cho Amon Stan cầm kiếm nhặt ba của mình. Thì giờ xem thành quả nha, 4 stack và 50 năm thỏi sắt nữa, quá là nhiều luôn nha. Giờ thì ép các mảnh Amon Trim vào bộ giáp của mình nha, và tất nhiên là cái thứ gì mà nó đẹp, nó mạnh và nó hiếm á, thì sẽ cho mình xài rồi đúng không? Và cái hiếm âm ảnh Amon Trim hiếm nhất trong từ game này thì mình sẽ ép vào giáp Nerit của mình nha. Nhìn nó ngầu cực luôn, chữ nó màu trắng kìa, à đâu, màu xanh chứ. Tiếp theo là đến cái áo, cái họa tiết của cái áo mà được đính kim cương vô á, nó phải gọi là ngầu cực. Tiếp theo là đến cái quần bảo vệ khỏi lửa, rón rén và sửa chữa, không có chậm hỏng luôn, cái quần đúng cùi. Tiếp theo là đến cái giày, nhìn nè, mang lên người phải gọi là nhức nách luôn. Nhớ để lại cho tôi một like nhé. Giờ thì VIP rồi nên mình sẽ nhận những thử thách mà các bạn đưa ra ở dưới comment nha. Nên là hãy cứ comment đi, những thử thách nào mà tôi làm được thì tôi sẽ cố gắng làm nha. Và những comment nào được nhiều team nhất thì mình sẽ làm cái thử thách đó nha. Nếu được thôi, chứ thử thách mà nó khó quá thì chịu. Và đây sẽ là khoảng thời gian cuối cùng để mình chế tạo những bộ giáp và cho Amon Trim vô đó nha. Tổng cộng là 15 bộ giáp, và bộ giáp mình đang mang trên người nữa là 16. Trong khoảng thời gian này thì bạn nào mà chưa ấn like thì kéo xuống cho tôi xin một like nha.